một chiếc Toyota Corolla Antis mang thiết kế của bản GR Sport đã được bắt gặp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một chiếc Corolla Antis GR Sport xuất hiện tại Việt Nam. Chiếc xe này mang thiết kế của phiên bản facelift nâng cấp giữa vòng đời được giới thiệu tại thị trường Thái Lan vào tháng 6 năm 2023. Hiện chưa rõ phiên bản Toyota Corolla Antis GR Sport này có thực sự được phân phối chính hãng trong thời gian tới hay không. Cũng không loại trừ khả năng đây là một chiếc Toyota Corolla Antis phiên bản thông thường được nâng cấp bộ body kit của GZ Sport. Tuy nhiên, theo quan sát, chiếc xe này có cả nội thất giống bản GZ Sport tại Thái Lan. Toyota Corolla Antis GZ Sport là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này tại thị trường Thái Lan. So với các phiên bản thông thường, GZ Sport có những sự thay đổi chính nằm ở thiết kế ngoại thất với bộ body kit và mâm xe GZ Sport phong cách thể thao. Cản trước được tái thiết kế với đường nét góc cạnh và hầm hố hơn. Hai bên tích hợp khe gió nhưng chi tiết chỉ là giả không có tác dụng tới tính khí động học. Cụm đèn pha là loại LED toàn bộ tương tự ba bản Corolla Antis đang bán trong nước. Điểm khác biệt là phiên bản GZ Sport không trang bị cảm biến trước. Sang tới bên hông, Toyota Corolla Antis GZ Sport không có sự khác biệt lớn so với các phiên bản thường ngoại trừ ốp gương sơn đen. Bộ mâm đa chấu 17 in được hoàn thiện hai tông màu. Tương tự phần đuôi xe không có thay đổi lớn ngoại trừ bổ sung logo GZ Sport và ốp cản sau. Đối chiếu với phiên bản Thái Lan, Toyota Corolla Antis GR Sport được trang bị điều hòa tự động hai vùng, đồng hồ tốc độ điện tử toàn phần 12.3 in, có thể thay đổi 4 kiểu hiển thị, màn hình giải trí cảm ứng 9 in, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, 4 cổng sạc USB-C, 1 cổng USB-A. Nội thất bên trong đen đỏ tạo cảm hứng cầm lái với chỉ khâu màu đỏ, logo GR Sport xuất hiện trên tựa lưng ghế trước và nút bấm khởi động. Nhìn chung, trang bị tiện nghi bản này, không có sự khác biệt lớn so với Corolla Antis 2024 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Ngoài ra, xe cũng có gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm đèn pha tự động chỉnh góc chiếu, cảnh báo va chạm, phanh tự động, cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thông minh. Nếu được bán chính hãng trong thời gian tới, Corolla Antis GR Sport sẽ cạnh tranh với Honda Civic GS một phiên bản thể thao.